Xin chào các bạn nha. Những ngày tháng tư này thì cái sầu chín rất là nhiều, đặc biệt là những quả sầu già. Thì do đó mình làm cái món mắm ruốc này để ăn với sầu nha các bạn. Đây, nguyên liệu gồm có là sả nè, tỏi, rồi khóm và thịt ba rọi. Bây giờ chúng ta cho sả vào trong dầu cho nó thơm lên. Bạn đợi vàng lên nha. Rồi cho tỏi vô. Sau khi mà nó vàng hết rồi thì mình cho cái khóm vô. Khóm này nó làm cho cái mắm của chúng ta nó dịu đi, nó không mặn lắm. Bước kế tiếp là mình sẽ cho cái thịt ba chỉ vô. Mình đợi cho nó săn lại. Món này mà các bạn ăn với xoài hoặc là rau luộc thì cũng rất là ngon nha. Nó thích hợp cho mình ăn với cơm nữa. Sau khi mà nó săn như vậy rồi đó, thì các bạn cho mắm ruốc vô. Nhớ là chừa cái cặn lại nha các bạn, bởi vì nó hay bị cát. Đó, cho nó săn lại nữa, rồi nêm nếm nữa, vừa ăn là được rồi. Bạn thấy rất hấp dẫn ha. Cái món này ăn với cơm cũng được, ăn cơm kèm với rau luộc cũng được, với trái cây, đặc biệt là những cái loại mà chua rất là ngon nha. Quá hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ là cái mắm ruốc xào với thịt ba chỉ hay thịt ba rọi đã hoàn thành rồi đó. Mình thấy rất hấp dẫn ha, thơm quá. Rồi nó kẹo như vậy là được rồi đó. Rồi, chúc các bạn ngon miệng nhé. Chúc các bạn làm thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video ở cái clip sau.